Thưa Nga cùng toàn ban biên tập, xin kính chào quý vị khán thính giả. Sau đây là bản tin sinh hoạt cộng đồng trong tuần qua với những sinh hoạt chính sau đây: ngày vinh danh người Mỹ gốc Việt tại Austin, đêm hội ngộ câu lạc bộ lính, đại lễ Đức Quang Thế Âm, ra mắt CD nhạc Đỗ Quân và Nguyễn Tuấn, buổi nhạc đấu tranh của ca nhạc sĩ Hoàng Tường, và sau đây là nội dung chi tiết. Kính thưa quý vị, trưa thứ Tư mùng 8 tháng 4 vừa qua, dân biểu Hiêu Bập Võ đã tổ chức một buổi lễ vinh danh người Mỹ gốc Việt Vietnamese American Day tại Quốc hội Texas tại thủ đô Austin. Năm nay đánh dấu 40 năm người Việt tị nạn đã xa lìa Việt Nam và đánh dấu năm thứ hai của ngày vinh danh này mà dân biểu Hiêu Bập Võ đã vận động Quốc hội thành công. Trong những ngày đầu định cư tại Hoa Kỳ, đa số người Việt không hiểu biết gì về phong tục, tập quán, văn hóa và ngôn ngữ nước Mỹ, kèm theo là những nỗi hoang mang, lo sợ cho cuộc sống tương lai của gia đình. Nhưng sau 40 năm định cư, người Việt đã thành công xây dựng gia đình, nuôi dạy các con em theo học, đã tốt nghiệp ở các trường đại học nổi tiếng khắp nước Mỹ và tiếp tục những đóng góp cho tập thể người Việt tị nạn ở khắp mọi nơi và đất nước Hoa Kỳ. Ngày vinh danh người Mỹ gốc Việt đã đề cao những đóng góp của người Việt tị nạn Cộng sản trong tiểu bang Texas, chào mừng biểu tượng và nền văn hóa Việt Nam, và để chúng ta có cơ hội chia sẻ những nhu cầu và nguyện vọng với các dân biểu, nghị sĩ tại Quốc hội. Đồng thời, đây cũng là cơ hội để chúng ta bày tỏ lòng biết ơn đối với người dân Texas với đầy lòng nhân từ đã cưu mang chúng ta trong những năm qua. Với hơn 210.000 người Việt Nam, tiểu bang Texas có số người Mỹ gốc Việt đông hàng thứ nhì trong nước Mỹ. Đông đảo đồng hương từ Houston, Dallas, San Antonio, Austin đã tụ họp về, mà riêng Houston số người đi lên đến 5 chiếc xe bus. Cũng trong dịp này, nha sĩ Nguyễn Văn Diệu và ban vận động tượng đài Austin cũng đã tổ chức buổi lễ kỷ niệm đệ nhất chu niên tượng người lính Việt Nam Cộng Hòa mà đã được khánh thành ngày 29 tháng 3 năm 2014. Kính thưa quý vị, tối thứ Bảy 4 tháng 4 vừa qua, câu lạc bộ lính đã tổ chức buổi họp mặt với đông đảo các người lính Việt Nam Cộng Hòa từ nhiều binh chủng và đồng hương. Đây là đêm hội ngộ kỳ 187 của câu lạc bộ lính và được diễn ra cuối tuần đầu mỗi tháng. Với tinh thần sinh hoạt thân hữu, thắt chặt tình huynh đệ chi binh, đêm hội ngộ là dịp các niên trưởng, các chiến hữu và gia đình ôn thời quân ngũ. Chương trình sinh hoạt luôn sôi nổi với những tiết mục văn nghệ lính, hàn huyên trò chuyện. Bên cạnh đó, các chiến hữu cũng họp mặt tại lễ tưởng niệm những quân dân cán chính Việt Nam Cộng Hòa đã hy sinh vì lý tưởng tự do. Cũng chỉ người ai chẳng nhớ quê hương, đời hầu nào đưa ta đi đất khách, sạc thù nào xóa mất quê hương. Trời trên đảo chiều nay lắm mây bay, mây biển cổ mây có khóc không mây. Ôi quê hương cờ ta nước ngầm ngồi, 30 tay giặt vào gương non tầm, hân câu này chết giấc trong tim, có nhục nào bằng nhục mất quê hương. Tôi trẻ ơi, ta còn chờ, chờ gì nữa? Hãy đứng lên, Việt Nam đang chờ ta, nước chờ ta, dân chờ ta, đến khi nào tôi mới thấy quê hương. Kính thưa quý vị, trưa Chủ nhật ngày 5 tháng 4 vừa qua, nhiều Phật tử đồng hương đã tề tụ về chùa Đại Giác để tham dự buổi lễ Đức Quán Thế Âm. Chương trình cầu nguyện được chủ lễ bởi thầy trụ trì Thích Giác Hải. Ngôi chùa tọa lạc trên một khuôn đất vuông vắn trên đường Kirkwood gần Bel Air và có thể nói đây là một địa điểm trung tâm của cộng đồng người Việt vùng Southwest. Tuy nhiên, ngôi chùa vẫn còn rất đơn sơ với những mái thô, vách tạm. Chùa cũng vừa có đợt gây quỹ xây dựng chánh điện khá thành công trong tháng rồi và ngày một có nhiều Phật tử lui tới. Chương trình có phần văn nghệ với nhiều ca sĩ địa phương đóng góp. Buổi lễ Đức Quán Thế Âm được các chùa quanh Houston tổ chức dịp ngày vía Đức Quán Thế Âm, năm nay đúng vào ngày mùng 7 tháng 4, tức ngày 19 tháng 2 âm lịch, ngày Đức Phật Quán Thế Âm đản sanh. Trong năm còn có 2 ngày vía Đức Quán Thế Âm thành đạo, 19 tháng 6 âm lịch và ngày vía Quán Thế Âm xuất gia ngày 19 tháng 9 âm lịch. Chúng sanh vì Pháp, chúng sanh vì Pháp, chúng sanh vì Tăng, chúng sanh vì Pháp lượng túc tôn, chúng sanh vì Pháp lượng túc tôn, chúng sanh vì
tăng. Phàm cảnh ở chúng sanh vi pháp cảnh chúng sanh vi tăng cảnh. Kính thưa quý vị, quay sang một tin sinh hoạt văn nghệ. Trừ chủ nhật mùng 5 tháng 4 vừa qua, nhạc sĩ Nguyễn Tuấn và Đỗ Quân đã cho ra mắt CD chủ đề Mẹ, quê hương, tình yêu và nỗi nhớ tại Houston By Night với sự điều hợp của MC Nguyễn Ngọc Bảo và nhiều giọng hát đặc biệt như Hồng Nhung đến từ Canada, Trần Cường đến từ Austin và các tiếng hát của Houston như Bạch Hạc, Tú Nga, Vũ Uyển cùng tay đàn Tây Ban Cầm Khang Nguyễn và tiếng đàn dương cầm Ngọc Diệp. Nhạc sĩ Nguyễn Tuấn là cựu học sinh Nguyễn Trãi, Chu Văn An, Sài Gòn. Ông tốt nghiệp bác sĩ thú y tại Thái Lan và từng giảng dạy Đại học Nông Lâm Sư phạm Kỹ thuật. Ông học đàn từ trường Nguyễn Trãi và tự học đàn Tây Ban Cầm. Ông bắt đầu sáng tác nhạc từ năm 1965 với tác phẩm đầu tay là Mùa Xuân và Tình Yêu. Đến nay, ông đã sáng tác trên 100 tác phẩm. Tác phẩm của ông đặc sắc nét tình ca và đạo ca Phật giáo. Ông định cư tại Philadelphia từ năm 1992. Nhạc sĩ Đỗ Quân, tên thật là Đỗ Thanh Bình, đến từ Austin. Đồng hương tại Austin có thể quen thuộc bút hiệu Đỗ Quân mà ông đã sinh hoạt truyền thông báo chí trong nhiều năm qua. Ông vượt biên năm 1983 và hiện là một chuyên viên điện toán và IT. Trong sinh hoạt văn nghệ, ông sở trường với hai món đàn mandolin và guitar và sớm gặt hái nhiều thành công trong sinh hoạt nhạc thiếu nhi và hướng đạo. Năm 1988, nhạc phẩm sinh hoạt hợp bản hướng đạo Việt Nam Thế giới kỳ 2 đã được đoạt giải nhất. Chính thức sáng tác nhạc từ năm 1994, đến nay ông đã có 3 CD và trên 70 nhạc phẩm, trong đó có nhiều tình khúc và một số hùng ca. Một chiều đến sân lăn gió lạnh liễu xanh làng mặt nước lung linh ánh chiều rơi một chiều bên sông nhìn cánh chim tung bay nâng trời lòng bỗng mơ xa xôi con này mình cũng bay tới phương trời xa một chiều bên sông màu mắt xanh trường dương làn tóc mây hương vẫn còn vương đừng buồn em ơi cuộc sống lên đêm như con thuyền cập bến hay tiêu du lững lờ mình cứ vui tiếc nuối mà chi. Kính thưa quý vị, một sinh hoạt văn nghệ khác tại Houston còn có buổi sinh hoạt nhạc đấu tranh của ca nhạc sĩ Hoàng Tường tại Kim Sơn chiều ngày chủ nhật 5 tháng 4 vừa qua, quy tụ nhiều nghệ sĩ thân hữu đến từ New Orleans, California và Houston hợp diễn. Nhạc sĩ Hoàng Tường nổi tiếng Houston với những hùng ca và nhạc đấu tranh như Lá Cờ Thiên, Vành Khăn Tang, Anh Về Quản Trị Cờ Bay, Thánh Giá Đồng Chim, v.v. Nhạc của ông đặc sắc tính đấu tranh, phản ánh thời sự và đặc biệt trong sinh hoạt văn nghệ chủ đề những bản hùng ca dưới lá cờ vàng lần này. Ông còn cho ra mắt CD Thiếu Nhi Ca gồm 6 nhạc phẩm mới của nhạc sĩ Hoàng Tường và Huỳnh Công Ánh do bé Mai Trầm thể hiện. Đồng hương tham dự có lẽ ấn tượng nhất với những nhạc phẩm mới như Con Là Người Việt Nam, Em Bé Việt Nam, Con Có Một Quê Hương, Đường Con Đi, Cha Con Là Lính Cộng Hòa và Bông Hồng Dân Mẹ. Con không bao giờ mất lòng vì con có một quê hương. Con không bao giờ mất lòng vì con mang dòng máu da vàng. Con không bao giờ mất lòng
Kính thưa quý vị, để kết thúc bản tin sinh hoạt cộng đồng trong ngày hôm nay, chúng tôi kính mời quý vị đến với hai chương trình của đài. Trước hết là buổi hội thảo trưa thứ Bảy ngày 11 tháng 4 tại hội phòng của Hilton Garden Inn trên đường Bayway 8 góc Bel Air với chủ đề 40 năm nhìn lại, với các diễn giả gồm có nhà bất đồng chính kiến Cù Huy Hà Vũ, luật sư đấu tranh cho nhân quyền Nguyễn Thị Dương Hà đến từ Hoa Thịnh Đốn, tiến sĩ Mai Thành Triết, ông Lê Phát Minh, cựu phó chủ tịch Ban chấp hành Trung ương Liên minh Dân chủ Việt Nam, ông Lý Thái Hùng, tổng bí thư của Việt Nam canh tân các mạng đảng đến từ California. Chương trình sẽ quay lại những trang sử mấu chốt quan trọng và phân tích cặn kẽ để làm sáng tỏ bài học lịch sử. 40 năm đã qua, chúng ta đã mất gì, được gì và đối diện ra sao trước thực trạng Việt Nam Cộng Hòa mất vào tay Cộng sản và Cộng sản Việt Nam mất vào tay quan thầy Trung Cộng, ai là người có trách nhiệm? Thứ hai là chương trình nhạc chủ đề 30 tháng 4 của đài BYN mà sẽ được quay hình tại Baby Club trên Bel Air góc đường Bull vào 6 giờ chiều thứ Sáu ngày 17 tháng 4. Hòa cùng cộng đồng người Việt quốc gia khắp nơi tại hải ngoại chuẩn bị tưởng niệm ngày tang thương ngày 30 tháng 4, đài BYN thực hiện những chương trình đặc biệt từ văn nghệ đến hội thảo, mong quý đồng hương đến tham dự đông đủ để khí thế đấu tranh của chúng ta như là những ngọn đuốc thắp sáng mãi và sáng mãi từ thế hệ của cha anh tiếp nối hậu thế. Kính thưa quý vị, vừa rồi là những sinh hoạt cộng đồng trong tuần vừa qua. Thùy Nga cùng toàn ban biên tập xin được cảm ơn quý vị đã theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào những bản tin tuần sau.